Hello, chào mừng anh em đã đến với Taka Anime. Anh em đây, có những nhân vật trong anime thường phô diễn khả năng áp đảo của mình cho toàn bộ mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Nhưng ngược lại lại có những nhân vật thích giấu đi khả năng của mình và chỉ dùng trong những trường hợp cần thiết hoặc đơn giản là họ thích giấu nghề. Nắm bắt được tâm lý chung này, hôm nay mình sẽ gửi đến 500 anh em top 10 anime có main giấu nghề hay nhất từ trước cho đến năm 2019 nhé. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì nhớ để lại một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vị trí số 10, Oregairi. Bộ phim là những câu chuyện xoay quanh nhân vật Hikigaya Hachiman, một kẻ cô độc với cách nhìn quái lạ về cuộc sống. Hachiman ghét những thứ mà đa số mọi người cho là lẽ phải, một mẫu người tiêu cực điển hình. Dưới con mắt của cậu, tuổi trẻ là cái gì đó thật giả dối. Trong suy nghĩ của cậu, lòng tốt là cái gì đó thật độc ác. Sói rất ngầu, còn mèo thì rất dễ thương, chứng tỏ một kẻ cô độc vừa ngầu vừa dễ thương. Những triết lý sống không biết nên khóc hay nên cười của Hachiman, những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó giải quyết của các nhân vật xung quanh. Sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố đó dần dần đem người xem đến cái thật trong từng câu chuyện và nét đẹp trong tâm hồn nhéo úa của Hachiman. Vị trí số 9, Watashi. Tạm dịch, đã bảo kiếp sau hãy để năng lực của tôi ở mức trung bình thôi cơ mà. Khi cô tròn 10 tuổi, Adele Von Astram đã gặp phải cơn đau đầu quằn quại và ký ức về kiếp trước của cô bỗng xuất hiện. Kiếp trước của cô là một cô gái otaku người Nhật Bản 18 tuổi, có tên là Kurihara Misato. Cuộc sống đó đã thay đổi một cách đột ngột. Tuy nhiên, để cố gắng giúp đỡ một cô bé mà Misato đã chết và gặp một vị thần. Trong cuộc gặp đó, cô đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Kiếp sau xin hãy biến năng lực của con thành trung bình. Tất nhiên điều ước của cô trở thành hiện thực. Cô được thần ban cho năng lực đúng ở mức độ trung bình, như là trung bình của thế giới. Để dễ hiểu thì thế giới đó tồn tại, loài rồng là hùng mạnh nhất thì cô ở mức sức mạnh của bán long. Và tất nhiên nó khác xa so với trung bình của một người bình thường. Để bảo vệ cuộc sống của một nữ sinh bình thường, cô phải hết sức giấu đi các sức mạnh gấp 6.800 lần pháp sư thông thường của cô. Đây là một bộ anime 2019 mà chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Vị trí số 8, Kusen Madoshi Kohusei no Kyokan. Kanata Age từng là một pháp sư tài năng, là một thành viên chủ chốt trong tiểu đội mạnh nhất học viện S-128. Tuy nhiên, sau một trận chiến với lũ côn trùng khổng lồ cùng với tiểu đội của mình, cậu đã bị gán cho biệt hiệu kẻ phản bội. Dù bị xem thường khinh miệt nhưng cậu chẳng hề để tâm đến những điều đó. Cậu luôn chiến đấu một cách âm thầm và lặng lẽ để bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Số 7, Seirei Tsukai no Blade Dance. Kamito, một nam tinh linh sứ duy nhất trên toàn thế giới, đã quyết định đến nhập học tại học viện Alessia, một học viện chuyên đào tạo các nữ tinh linh. Là một huyền thoại trong làng tinh linh sứ, dù sở hữu một sức mạnh và kiếm thuật vô cùng điêu luyện, nhưng cậu luôn cố gắng che giấu đi sức mạnh thực sự của mình. Bộ phim này có nội dung và hình ảnh rất tuyệt, kết hợp nhiều yếu tố hành động, phép thuật đẹp mắt. Mình khuyên là các bạn không nên bỏ qua nó đâu nhé. Mahouka Koko no Retosei. Nội dung phim xoay quanh nhân vật anh chàng Tatsuya Shiba, một người rất tài năng và hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Khả năng chiến đấu và chiến lược của anh vô cùng tuyệt vời. Điểm yếu duy nhất của anh ta đó chính là cô em gái mà thôi.
giang hồ vẫn đồn là siscon đó anh em. Tuy nhiên cô em gái của anh ta cũng chẳng phải là dạng vừa, thì cũng là một bracon chính hiệu. Nhưng khi ở học viện, cậu học lớp dành cho kẻ hạng 2 và luôn có xu hướng giấu đi khả năng chiến đấu thực sự của mình. Vị trí số 5, Chrome Self Radios. Nội dung anime lấy bối cảnh thế giới tương lai đang bị những sinh vật pollutant tấn công. Chúng buộc nhân loại phải di chuyển một thành phố khác mang tên Radios. Layfon Alsif đã bị bắt buộc tham gia vào một đơn vị bình thường, đơn vị 17 do Nina Antoku dẫn đầu. Vì một số lý do nên cậu luôn che giấu thực lực của chính mình, cậu chỉ sử dụng nó khi trong trường hợp bất khả kháng. Vị trí số 4, Hyoka. Câu chuyện xoay quanh anh chàng Houtaro, một anh chàng có cách sống vô cùng quái dị và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Anh chỉ suy nghĩ và làm việc khi công việc đó liên quan đến mình. Phương châm sống của cậu ta là tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Để có thể giúp đỡ cậu ta thay đổi cách sống đó, chị của cậu đã yêu cầu cậu phải tham gia câu lạc bộ cổ điển trong trường. Dù không thích thể hiện nhưng khi đã ra tay thì không có việc gì có thể làm khó được cậu. Vị trí số 3, Roku Denashi Majutsu Kyoshi to Akashic Records. Vì bị ép buộc nên Grand Daraz buộc lòng phải trở thành thầy giáo thay thế trong học viện phép thuật. Với bản chất lầy, làm biếng và bựa của mình, anh đã để lại hình tượng xấu cho các học trò của mình. Chính vì thế, Sisti đã đứng lên để thách đấu với anh. Cứ ngỡ phần thắng đã thuộc về anh, nhưng một lần nữa, anh lại tỏ ra vô dụng và yếu kém. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng anh đã từng là một pháp sư hoàng gia vô cùng nguy hiểm và tài năng. Ở vị trí số 2 đó chính là Saiki Kosuo no Finan. Kusuo Saiki là một anh chàng nhìn cũng rất bình thường nhưng lại sở hữu rất nhiều siêu năng lực. Chính vì quá nhiều tài năng, quá mạnh mẽ nên cậu luôn phải tìm cách để che giấu mọi người. Ước mơ lớn nhất của anh ta chính là được sống như một người bình thường. Liệu rằng anh chàng 16 tuổi này có thể thực hiện được điều ước đó hay không? Vị trí số 1, Yukoso Jisuryoku Shijo Juki no Kiyoshise. Và đứng đầu trong làng giống nghề thì hẳn các bạn sẽ không xa lạ với bộ anime này. Câu chuyện bắt đầu khi Ayano Koji Kiyotaka, một thanh niên vô cùng nguy hiểm, thông minh và bá đạo đã rơi vào lớp D, một lớp được xem là yếu kém nhất trường. Chẳng biết lý do vì sao cậu ta lại cố tình trở thành thành viên của lớp D. Cậu là một con người không bao giờ thể hiện cảm xúc và khả năng của mình ra bên ngoài. Đặc biệt đối với cậu, con người luôn chỉ là công cụ để giúp cậu chiến thắng mà thôi. Trên đây là top 10 anime có mê giấu nghề hay nhất cho đến năm 2019 mà mình muốn gửi đến các bạn. Và video đây cũng là hết vào rồi, nếu mình có vô tình bỏ qua cái tên anime nào thì hãy để lại bình luận cho Taka Anime biết nhé.
Thêm vào để nữa, nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!